Đây là ông Mark, một cái người tình nguyện tới ở bên Ukraine chiến tranh với bên nước Nga. Và ông cũng nhìn thấy có rất là nhiều người bên Ukraine đã bắn rất là nhiều xe tăng của bên nước Nga. Đó là họ xài cái loại missile mới nhất của Hoa Kỳ gửi qua. Tôi đây biết một số người đều dùng những cái quả tiễn này bắn những xe tăng. Họ rất là liều mạng mới làm được chuyện này. Ông nhìn thấy về cái chuyện mà của chính quyền ông Joe Biden đưa ra nói là gửi những vũ khí tới bên Ukraine để giúp đỡ cho về chiến tranh. The is not về cái chuyện của bên Hoa Kỳ gửi những cái súng ống giúp đỡ cho bên Ukraine, hiện tại như bây giờ nó không có khá cho lắm. Nếu mà không có đủ những cái dụng cụ để giúp đỡ cho về những vũ khí trong lúc này, Hoa Kỳ gãy những cái quả tiễn tới đây. Nhưng mà những cái quả tiễn này phải cần có những cái cục pin có thể xài cho cái quả tiễn. Hiện tại thì đang rất là thiếu. Không có những cục pin thì những cái quả tiễn này không có xài gì được cả. Hiện tại có một cái cục pin thôi gửi tới ngay chỗ này. Thì một cục pin có thể xài bắn cho những cái quả tiễn như vậy. Đó là xài khoảng chừng được 4 tiếng đồng hồ. Và bắn khoảng chừng được 3-4 cái quả tiễn như vậy thôi nếu mà không có những cái cục pin thêm thì những lính chán của ở bên du quan không có thể nào tập vợt mà để xài những cái quả tiễn như vậy nữa. Đừng có nói chi mà dùng những cái quả tiễn này để bắn những xe tăng của bên nước Nga. Và ông này phải nghĩ ra một cái cách khác để mà xài những cái quả tiễn này. Đài hỏi ông, ông có biết cách xài cái quả tiễn này hay không? Ông nói là lúc đầu thì ông không biết. À, Đài nói nhưng mà ông là cái người chỉ dạy cho họ cách mà để xài cái quả tiễn này, có phải không? Thì ông trả lời, chúng tôi đây tự học. Và chúng tôi vừa chỉ dẫn với nhau cũng vừa học hỏi với nhau. Đài nói, nhìn thấy như vậy thì không khác nào mà uh, mắt nhắm, mắt mở để mà tập dợt thôi. Và ông trả lời, chúng tôi đang làm tới đâu thì học thêm tới đó. Đây là những người của bạn ổng đứng ra chế chung với ổng về cái cục pin this shell gave us the connector that we needed to route power from the motorcycle battery cái này có thể giúp đỡ cho làm câu điện từ một cái bình xe của Honda à, vào trong đây để có thể xài bắn cái quả tiễn to the javelin launcher so that's what you were using as your power source motorcycle có phải ông dùng những cục pin của xe Honda để cho xài cái quả tiễn này phải không yes Ông trả lời, thưa ông, đúng rồi. Battery, Với tỷ mà không có cục pin thì không có quả tiễn loại này, có phải không? No, đúng rồi, thưa ông. Với tỷ như mà không có cục pin thì ở đây giống như có những cái đồ mà không có xài gì được cả, đồ phế thải khi mà có cục pin và có quả triển này thì những người lính của Ukraine họ dùng những quả triển này đi canh bắn những xe tăng của bên nước nhà giống như đi săn bắn chín mươi sáu tiếng đồng hồ sau khi chúng tôi chế được một cái cục pin cái đội đầu tiên đã bắn được cái T-72 gia tăng. Hiện tại ngay bây giờ lực lượng của Ukraine đang chống lại ở bên Kherson. Và hiện tại của chính phủ Hoa Kỳ, Paragon, hứa hẹn sẽ gửi tới 4.000 cái cục pin cho Ukraine.